Kiếm tiền trong khi ngủ đó là cái điều ai cũng mong muốn khi mà làm bất kỳ một công việc gì mà nó hoàn toàn là thụ động các bạn nhé. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền hoàn toàn thụ động với sàn giao dịch Bingbond thông qua cái cách kiếm tiền là copy trade. Chào bạn, trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để có thể kiếm được tiền với sàn giao dịch copy trade. Và cái cách làm thế nào đó để mình có thể dễ dàng tạo được thêm thu nhập từ 500 đô tới 1.000 đô trên một tháng với sàn giao dịch này. Và các bạn hãy xem hết video này với cái nội dung mà mình chia sẻ cho các bạn ở đây nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 phần. Phần thứ nhất là copy trade là gì? Phần thứ hai là có thực sự kiếm được tiền qua copy trade hay không? Và phần số 3 là phần cuối cùng là cái cách mà mình đã kiếm được tiền với cái sàn Bingbond như thế nào. Và mình sẽ chỉ cho các bạn các kinh nghiệm mà mình đã đạt được với các tỷ lệ chiến thắng và tạo được thu nhập hoàn toàn thụ động ở cái sàn CopyTrade này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy được trong tài sản của mình đã hơn 100 đô la là tổng số tiền mà mình đã thu nhập được từ việc là mình đã sao chép ở tính năng CopyTrade trên sàn giao dịch Bingbond. Và trong cái tính năng này cũng rất là tuyệt vời khi mà các bạn có thể bấm vào phần hợp đồng ở đây. Các bạn có thể nhìn vào cái mục lịch sử sao chép này thì tất cả trong lịch sử sao chép này là những cái lệnh giao dịch mà đã đóng lại rồi và đã có được những cái kết quả là chúng ta đã biết được là lãi hay là lỗ. Thì cứ mỗi một cái trang tính như này nó sẽ tương đương với khoảng là 10 cái giao dịch. Và các bạn nhìn thấy tất cả các giao dịch khi mà nó đóng lệnh thì nó màu xanh. Màu xanh nó sẽ thể hiện là chúng ta đã lãi với cái tổng số tiền lãi mà mình đã đánh trên mỗi một cái lệnh. Ví dụ như là 2 đô, đó. Mình đánh với cái số tiền rất là nhỏ thôi nhá. Đó, thì mỗi một cái lệnh như này thì mình đều có thể lãi được từ 10% hoặc là thậm chí là nhiều hơn nữa. Đây mình có thể vào cái trang thứ hai cho các bạn xem nhá. Thì mình sẽ mở liên tục cho các bạn các trang này để các bạn xem được rằng những cái lệnh này liên tục màu xanh lá nhá, để chứng minh là những cái lệnh này của mình là đều thắng. Cứ liên tục như vậy thì mình sẽ mở ra thì hầu hết là nó sẽ là những lệnh chiến thắng. Rất là khó để có thể chúng ta có thể giao dịch với khả năng chiến thắng cao như vậy. Giả sử thì mình sẽ giao dịch là BTC trên cái đồng USDT và mình sẽ có những cái phân tích kỹ thuật để làm sao trong những khung giờ như là 1 giờ hay là 4 giờ thì cái giá của BTC nó tăng hay là nó giảm để cho mình biết được và mình mua vào hay là mình bán ra. Rất là khó để có thể nào đó mình có những cái chiến thắng 100% và dường như là 50% nó đã là rất là tốt rồi. Cộng thêm cái khả năng là quản lý vốn của các bạn. Đối với những chuyên gia, đối với những người pro trong lĩnh vực này khoảng 4 đến 5 năm thì họ chia sẻ rằng họ chỉ cần khả năng chiến thắng là 70 đến 80% trên các lệnh họ giao dịch thì là họ quá tuyệt vời rồi. Dĩ nhiên là phải cộng với cả kỹ năng quản lý vốn nhé. Không phải là bạn có 1.000 đô mà bạn sẽ chia hết 1.000 đô trên một cái lệnh bạn đánh đâu. Khi mà mình đánh mình sẽ chia ra cái số cái tiền đó trên khoảng 10 lần hoặc là 100 lần. Thì mỗi một lần mình đánh thì mình chỉ đánh khoảng 10 đô hoặc là tối đa 100 đô thôi, tùy theo cái số phần trăm các bạn chia. Như các bạn nhìn thấy thì hầu như tất cả những cái lệnh mà mình giao dịch ở đây thì đều là những lệnh chiến thắng. Thì mình đo lường ra trong khoảng 1 tháng mình đầu tư thì nó sẽ lãi được khoảng 30 đến 50%. Nó lãi hơn rất là nhiều so với ngân hàng. Tuy nhiên không phải là khi mà chúng ta bỏ ra tiền thì chắc chắn là nó sẽ có lãi như vậy đâu. Các bạn cần phải có kỹ năng quản lý vốn cho thật tốt và các bạn cần phải có khả năng thông minh về tài chính. Ví dụ các bạn sử dụng tiền như thế nào thì các bạn cần phải có kiến thức, chứ không phải là các bạn thấy được rằng mình có khả năng đánh được 30 đến 50% là các bạn làm giống như mình thì chắc chắn là sẽ không có kết quả đâu. Thế nên là các bạn hãy xem hết cái video này từ đầu đến cuối để xem là cách mình đã làm như thế nào để tạo được cái nguồn thu nhập thụ động từ 500 đến 1.000 đô, thậm chí là cao hơn nữa rất là nhiều. Các bạn hãy xem hết video này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói với các bạn là copy trade là gì. Copy trade nó là một cái tính năng rất là hot trong thị trường gần đây. Các bạn cứ hình dung như này. Chúng ta là những người mà bình thường và chúng ta cũng không biết cách làm nào để chúng ta phải nhân rộng các tài sản của chúng ta lên. Bởi vì nó còn là cái yếu tố kỹ năng này, hoặc là nhân tố thị trường, hoặc là thậm chí về thời gian. Và mình cũng là một người rất là bận rộn, các bạn cũng là, và mình cũng là một người rất là bận rộn. Mình cũng không thể nào là lúc nào cũng có thời gian để nhìn vào cái bảng giao dịch để mình đưa ra những cái nhận định là tăng hay là nó giảm được. Bởi vậy là mình sẽ sử dụng cái tính năng copy trade này. Mình sẽ cho các bạn xem một cái hình mô tả để các bạn dễ hình dung hơn trong một cái thị trường này. Trong video này thì mình sẽ đóng vai trò là một cái nhà đầu tư và mình đang có nhu cầu dùng cái số tiền của mình để nó nhân lên rất là nhiều số tiền khác. Giả sử như bây giờ mình đang có là 10.000 đô la rảnh rỗi và mình muốn cái số tiền này nó hàng tháng nó nhân rộng lên, sinh sôi nảy nở ra cho mình thêm một cái khoản ngân sách nữa.
Tuy nhiên thì mình lại là người mà không có biết gì về giao dịch, là nếu như mình có biết nhưng mà mình lại không có thời gian. Thì hiện tại trên sàn nó có một cái tính năng đó là copy trade. Copy trade là một cái tính năng do sàn cung cấp. Sàn ở đây mình đang chia sẻ với các bạn, nó là sàn Binbond. Và trên cái sàn Binbond này nó sẽ kết nối với những người gọi là chuyên gia. Và chuyên gia họ sẽ là ai? Họ sẽ là những cái người mà đã có kinh nghiệm trên thị trường. Họ đã có những cái kinh nghiệm xương máu là mất rất nhiều trên cái thị trường này rồi. Và họ đã học được những cái mô hình phân tích kỹ thuật để mà họ có thể đưa ra được một cái dự đoán về giá. Chắc chắn là họ sẽ có những cái trải nghiệm và kinh nghiệm tốt trên cái thị trường này. Và cái tỷ lệ thắng của họ là rất là cao. Thì cái sàn copy trade này họ sẽ liên kết với những cái chuyên gia. Và họ đã có sẵn những cái nhà đầu tư có trên cái sàn này rồi. Các nhà đầu tư nó sẽ có rất là nhiều trường phái khác nhau. Ví dụ như nhà đầu tư thì họ có những người là thiếu kỹ năng nhưng mà họ lại có tiền. Họ mong muốn là tiền sẽ sinh ra tiền, hoặc những nhóm nhà đầu tư có kỹ năng nhưng mà lại không có thời gian, hoặc là thậm chí có những nhà đầu tư không có kỹ năng và không có thời gian luôn đó, và họ rất là mong muốn cái số tiền của họ được nhân lên hàng tháng cho thật tốt. Vậy thì cái sàn copy trade này nó sẽ hiểu được cái tâm lý của nhà đầu tư, đó là những người đầu tư có tiền và không có kỹ năng. Vậy thì họ sẽ liên kết với những cái nhà chuyên gia, và những cái nhà chuyên gia này thì là những người có kinh nghiệm và có kỹ năng. Nếu như mà ông ấy chỉ trade một mình thôi thì chỉ có bản thân ông ấy được lãi thôi. Nó sẽ không thể nhân rộng được lên cái số tiền được. Tuy nhiên, nếu như mà bây giờ nói là ông ấy đi chỉ cho những người khác để giao dịch thì ông ấy không có cái lợi gì hết cả, mà ông ấy không có lý do thì ông phải chia sẻ cho mình cái giao dịch đó cả. Chính vì thế nên cái sàn copy trade này có kết nối giữa chuyên gia với nhà đầu tư. Thì ví dụ trong trường hợp nếu như những cái nhà chuyên gia này người ta hỗ trợ cho nhà đầu tư để tăng được cái lợi nhuận của họ lên, vậy thì chuyên gia người ta sẽ được gì? Người ta sẽ nhận được từ cái người đầu tư là 8%. Tất nhiên là khi mà các bạn có lãi thì 8% nó không là cái gì hết cả các bạn nhé. Giả sử bây giờ mình có 100 đô, ví dụ như là mình có 100 đô và mình kiếm được 1.000 đô thì mình sẽ phải trả cho cái người chuyên gia này là 8%, là 80 đô. Cái số tiền 8% là nó quá nhỏ so với cái số tiền mà mình có thể kiếm được. Và dĩ nhiên là khi mà các bạn giao tiền thì không phải là chuyên gia nào cũng ok, mà các bạn cần phải có một cái tiêu chí để lựa chọn những cái chuyên gia. Cụ thể là các bạn phải có kiến thức để các bạn kiếm tiền, chứ không phải các bạn cứ giao tiền bất kỳ cho một chuyên gia nào mà không có một cái tiêu chí lựa chọn. Thì không may các bạn sẽ chọn vào những cái chuyên gia người ta cũng chưa đủ những cái kinh nghiệm, thì sẽ làm cho các bạn có thể bị thua lỗ. Bây giờ mình sẽ vào phần sao chép để cho các bạn xem nhé. Ví dụ như là trong những cái mục sao chép này có những cái chuyên gia mà giúp mình kiếm được tiền, nhưng mà thậm chí có những cái chuyên gia thì làm cho mình mất tiền. Đó, thì sau một cái thời gian mà mình đã lựa chọn một vài chuyên gia thì mình đã có những cái tiêu chí đánh giá để phù hợp những cái chuyên gia phù hợp với phong cách của mình. Ví dụ khi mà các bạn làm việc với họ đủ lâu thì các bạn cũng phải biết được phong cách giao dịch của họ như thế nào. Các bạn xem cái phong cách giao dịch của họ nó có phù hợp với phong cách giao dịch của mình hay không, và cái cách mà các bạn cách mà cái chuyên gia họ bỏ vốn vào những cái lệnh nó như thế nào. Thì bây giờ cái câu hỏi số 2 là cái sàn giao dịch này có thực sự là kiếm được tiền hay là có minh bạch hay không? Thì mình xin trả lời với các bạn là những cái sàn giao dịch này hoàn toàn minh bạch, đóng vai trò là một người mình đã bỏ tiền thật để mình sao chép những cái lệnh giao dịch này của họ. Thì khi mà các bạn lựa chọn chuyên gia thì các bạn cần phải xem thứ nhất cái tiêu chí là cái tỷ lệ thắng của cái người chuyên gia này như thế nào, và họ sẽ sử dụng bộ đòn bẩy trên mỗi một cái lần giao dịch là như thế nào. Thì các bạn cần phải xem là họ sẽ sử dụng tiền của mình như thế nào để các bạn xem xét kỹ. Và các bạn cần tìm hiểu xem những chuyên gia nào mà khiến các bạn bị thua, hoặc là những chuyên gia nào mà giúp cho tỷ lệ thắng của bạn cao hơn. Nếu mà người ta sẽ giúp cho bạn thắng cao hơn thì các bạn sẽ follow theo chuyên gia đó. Còn nếu như mà người ta làm cho mình bị thua thì mình sẽ gọi trừ cái chuyên gia đó khỏi cái danh sách của mình. Và khi các bạn có lãi thì các bạn sẽ rút về tài khoản của mình. Còn lại các bạn chỉ để lại cái số tiền vốn để mà các bạn tiếp tục các bạn sản sinh ra tiền thôi. Chứ các bạn cũng đừng có nên là đầu tư hết toàn bộ những cái số tiền lãi đi vào. Thì đấy là cái cách mà giúp cho các bạn có thể quản lý được vốn tốt nhất. Và mình thấy rằng ở cái sàn này nó có một cái tính năng rất hay là các sàn họ sẽ cho các bạn dùng thử cái tiền vàng mô phỏng. Có nghĩa là cái số tiền này là sàn người ta cho các bạn dùng thử ấy. Nghĩa là các bạn sẽ sao chép thử để các bạn có thể tự đánh giá chuyên gia bằng cái tiền tiền không phải tiền thật ấy. Thì các bạn có thể theo dõi cái chuyên gia đó và các bạn sao chép thử xem là nó có đem lại được cho các bạn lợi nhuận hay không, trước khi các bạn chính thức là các bạn sao chép bằng tiền thật. Đó, nó là có một cái tính năng sao chép như vậy rất là dễ. Thế nên là các bạn có thể
test một cách là miễn phí, chứ các bạn sẽ không mất bằng tiền thật để các bạn test luôn. Và ngoài ra, khi các bạn giao dịch thì các bạn phải nhớ là cái tính năng các bạn phải chia vốn ra nhiều lần. Ví dụ như là các bạn phải chia vốn ra 10 lần hoặc là 100 lần tùy theo cái cách đánh của các bạn. Đó, chứ các bạn đừng có dồn hết tất cả vốn vào trên một cái lệnh đánh. Vì nếu các bạn đánh như thế thì nó giống như là các bạn đi đánh bạc ấy, chứ không phải là giao dịch nữa. Và trên cái sàn này thì các bạn có thể theo dõi được những cái tính năng và những cái lệnh mà các bạn đang sao chép. Ngoài ra thì các bạn có thể tải cái app về thì mỗi một lần những cái chuyên gia người ta giao dịch ấy thì nó đều gửi thông báo cho các bạn là các bạn đã copy cái lệnh của người ta như thế nào. Đó, để các bạn có thể theo dõi được là mình lãi hay là lỗ hoặc là đang có những cái lệnh nào đang được giao dịch. Rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta sẽ không cần phải là một cái chuyên gia, không cần phải có kiến thức để mà giao dịch, mà quan trọng là chúng ta sẽ tìm được một cái chuyên gia mà nó có những cái tiêu chí tốt để giúp cho các bạn có cái tỷ lệ thắng cao và nó phù hợp với phong cách giao dịch của các bạn. Chuyên gia thì có rất là nhiều nhá, và các bạn có thể lựa chọn tùy theo tiêu chí. Có những chuyên gia người ta giao dịch theo phong cách là ngắn hạn, mạo hiểm. Có những cái chuyên gia người ta giao dịch dài hạn, có nghĩa là giao dịch ít nhưng mà rất là ổn định đó. Thì các bạn có thể xem những cái tần suất mà giao dịch của những cái chuyên gia này thì các bạn có thể lựa chọn cái tiêu chí để cho nó phù hợp nhất với các bạn. Dưới video này thì mình có để cái đường link các bạn có thể đăng ký cái tài khoản của sàn giao dịch Bingbong để các bạn có thể trải nghiệm được cái tính năng copy trade đối với các chuyên gia và các bạn lựa chọn một cái chuyên gia nào đó phù hợp nhất với mình. Ngoài ra thì mình sẽ làm tiếp những cái chuỗi video để hướng dẫn các bạn cái cách có thể nạp tiền vào sàn hoặc là rút tiền vào sàn. Thì các bạn hãy like, subscribe kênh để đón xem thật nhiều những cái video hướng dẫn kiếm tiền trên sàn giao dịch điện tử với Khởi Nguyên nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.